chào bạn, bạn đang chuẩn bị làm nhà, bạn cần tham khảo mẫu mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ với tổng diện tích 170m2, chi phí bạn mong muốn 1,2 tỷ, thì đây chính là mẫu nhà phù hợp với bạn đây. Vậy bạn hãy dành chút thời gian để xem kỹ video này của mình nhé. Về hình thức bên ngoài của ngôi nhà thì được thiết kế rất là cân đối và hài hòa, và điểm nhấn những cái màu cà phê cháy ở trên mi mái cũng như là ở cột sảnh thì sẽ điểm nhấn bằng những gạch vân đá để ngôi nhà trông đẹp hơn đó. Và ở vị trí sảnh bếp thì sẽ được lợp kèo sắt và lợp mái xanh để ngôi nhà có sự nổi bật. Đấy, trông rất là đẹp luôn. Các bạn nào thấy ngôi nhà này đẹp hãy cho mình xin một nút thích video và một nút chia sẻ video để anh em bạn bè có thể tham khảo video này của mình nhé. Đấy. Và ngôi nhà này thì do thầy cho mình đến tư vấn phong thủy và thiết kế ở tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Đó. Ngôi nhà cơ bản về hình thức là quá là đẹp luôn. Ở bên ngoài mặt tiền thì đang có 3 lối đi tiếp cận chính vào trong ngôi nhà, đó là lối đi vào sảnh chính và lối đi vào sảnh bếp và còn một lối đi vào sảnh phụ. Đó. Và ở cái khoảng sảnh phụ này thì sẽ được thiết kế ở cái phòng ngủ sẽ có một phòng WC khép kín và được thiết kế rộng ra để tạo cái khoảng sảnh phụ cho ngôi nhà nó được có độ thông thoáng hơn và cũng như là nó có cái khoảng nhấn nhá cho ngôi nhà được đẹp mắt hơn. Ở vị trí này chúng ta sẽ nhìn thấy rõ được mô phỏng cổng cửa tường rào của ngôi nhà. Đấy, trụ cổng thì cũng được làm đồng nhất với trụ sảnh. Đấy. Và đây là mặt tiền chính của ngôi nhà. Đấy, quý vị thấy không, ngôi nhà được thiết kế rất là hài hòa và cân đối, đẹp về thẩm mỹ. Đấy. Các bạn nào thấy đẹp hãy cho mình xin một nút thích đi ạ. Và cũng như là chia sẻ để anh em bạn bè đang chuẩn bị làm nhà có thể tham khảo video này của mình. Đấy. Các bạn nào đang quan tâm đến mẫu nhà này có thể liên hệ số điện thoại trên màn hình để được Nguyễn Tất Nhiên tư vấn phong thủy và thiết kế cho các bạn có một ngôi nhà sang trọng, hiện đại và tiết kiệm chi phí nhé. Bây giờ mình xin phép mời các bạn đi vào tham khảo công năng bên trong ngôi nhà. Ngôi nhà này thì đang có chiều mặt tiền là 17,5m và chiều sâu của ngôi nhà đang có là 10m. Đấy. Không tính sảnh. Đấy. Khoảng phòng khách của ngôi nhà đang có diện tích là 95,90m2, xin lỗi quý vị. Đó. Và khoảng phòng thờ thì đang có diện tích là 15,12m2. Đó. Xuống đến không gian bếp của ngôi nhà, bếp thì đang có chiều rộng bếp là 4x8. Đó. Đằng sau khu vực bếp có một WC chung để sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà. Đấy. Khách bếp đi xuống dưới rất là tiện và các phòng ngủ đi đến cũng cực kỳ là thuận tiện. Đó. Ở ngay cạnh cái khoảng phòng lối vệ sinh đi ra thì sẽ có một ô cửa sổ mở ra để tạo độ thông thoáng cho cái phòng vệ sinh cũng như là tạo độ thông thoáng cho không gian phòng bếp. Mặc dù ở trong phòng WC thì cũng có thiết kế quạt hút mùi rồi là ô cửa thoáng, ô cửa gió ở trong phòng vệ sinh rồi, nhưng mà cái ô cửa này thì rất là cần thiết. Khi mà chúng ta càng thiết kế nhiều vị trí cửa thì ngôi nhà càng thoáng viện. Ở cái khoảng này sau là bác gia chủ có thể làm vị trí này sẽ là vách ngăn hoặc là xây tường cứng. Đấy. Tuy nhiên xây tường cứng thì không bằng chúng ta làm vách ngăn. Ở vị trí này nó sẽ được có độ vay mượn lẫn nhau và nó thông thoáng, nó hai không gian này nó kết hợp với nhau, nó thoáng hơn rất là nhiều. Và chúng ta cùng đi đến các phòng ngủ của ngôi nhà. Phòng ngủ đầu tiên đang có diện tích là 15,12m2. Đó. Và phòng ngủ số 2 thì đang có diện tích là 17,09m2 và có một WC khép kín. Đó. Cái khoảng WC khép kín này thì sẽ được thiết kế khoảng sảnh phụ ra. Đấy, để tạo điểm nhấn. Và ở vị trí đối diện với WC khép kín này sẽ có hai cái cửa sổ nhỏ ở gần khu vực WC khép kín để nó tạo độ thông thoáng cho cái phòng ngủ số 2 này. Và cái thứ hai là nó thoát mùi được cái ở cái WC khép kín, nó nằm thông thoáng WC hơn. Đó. Và tiếp đến phòng ngủ số 3 cũng là phòng ngủ cuối cùng của ngôi nhà. Phòng ngủ cuối cùng này thì đang có diện tích là 15,12m2. Đó, và được đầu giường
kê vào chính giữa hai cửa sổ nhỏ hai bên. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với quý vị và khán giả những cái công năng của cái mẫu mái Nhật 170m², chi phí 1,2 tỷ này. Các bạn nào mà đang quan tâm đến mẫu nhà này, cần tư vấn cũng như là cần chia sẻ nhiều hơn thì hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình để được Nguyễn Tất Nhiên tư vấn nhé. Đó. Chúc các bạn sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước cho gia đình và người thân. Chỉ mong nông thôn mới Việt Nam có thêm nhiều mẫu nhà đẹp. Đó. Và video của mình đến đây là kết thúc và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.